máy hút sữa thì có bao nhiêu loại? Và sơ xin chào bà con ha. Trên thị trường thì có rất là nhiều hãng về máy hút sữa và mỗi hãng thì có rất là nhiều loại, nhưng mà cơ bản thì chỉ có 3 dòng. Đó, hôm nay Hòa Sơn sẽ có một cái video tổng quan để cho cả nhà mình dễ hình dung. Tại vì từng hãng khác nhau sẽ có giá thành khác nhau và chúng ta sẽ hơi khó lựa chọn. Thì bây giờ Hòa Sơn sẽ chọn một hãng là BO, thì mình sẽ chọn nhiều model trên hãng BO thì nó sẽ như thế nào. Cái máy hút sữa thông thường mà mình bơm một tay đó, đó thì nó tầm vài chục ngàn, những cái hàng rẻ tiền như Trung Quốc. Còn những cái hàng khác thì nó tầm 200-300 ngàn. Ví dụ như cái loại này là máy bơm một tay, là cả nhà mình nhìn thấy ha, nó là giống như một cái bình hút sữa của em bé, rồi có thêm một cái cần bơm đó, một cái mình đặt vào ngực rồi mình bóp cái cần thì mình bơm một tay. Thì cái này nó 299 ngàn. Thì cái dòng này thì nó bơm một tay, nó rất là mỏi tay, dành cho những bà mẹ mà mới lần đầu tiên có em bé mà mình mới biết xài á, mình xài thử để coi hợp hay không. Còn nếu mà mình đã cần cái xài máy hút sữa rồi thì chúng ta nên chọn một cái dòng máy tự động. Tại vì dòng máy tự động á, mình chỉ cần bấm nút là nó sẽ tự bơm thôi. Tại mỗi lần bơm á, mình mất tầm 15 cho đến 20 phút đến 30 phút, nó sẽ rất là mất thời gian. Còn một ngày chúng ta sẽ bơm sữa rất là nhiều lần. Tại vì ví dụ như ngày xưa thì suốt ngày bà mẹ thì chỉ chăm em bé thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ gửi bé ở nhà đó, đừng phải đi làm đó, nên là thường là sữa thì mình có thể hút trước hoặc để tủ lạnh, hoặc có thể mình vô công ty mình hút. Máy hút sữa điện tử nó sẽ có hai loại chính, đó là hút một bình và hút hai bình. Còn ở đây thì mình sẽ có hai cái model, là cái model mới và đời cũ. Chút xíu nữa Hoàng Sơn sẽ phân biệt. Rồi mình nói về cái máy hút một bình thì giá nó sẽ rẻ nhất, rẻ nhất so với những cái dòng máy hai bình. Và cái cách xài nó cũng đơn giản hơn là máy hai bình. Tại sao? Tại vì nếu mà như một tay á, mình có thể mình dịch áo một tay á, thì mình sẽ đặt cái máy vào mình bơm thì nó rất là dễ thao tác đó. Nhưng mà có một vấn đề là hơi phức tạp ở chỗ là khi mình nhiều khi mình bơm sữa bên trái thì bên phải nó lại chảy sữa, và cái thời gian mình bơm như vậy mình sẽ mất gấp đôi. Và sau này thì mình sẽ có những cái áo để bơm sữa điện tử. Cái áo để bơm sữa cho máy điện tử, tức là mình trồng cái áo vào để nó giữ cho hai cái bình, để mình khỏi phải mỏi tay với cái loại hai bình. Thì cái chức năng của nó rất là đơn giản cả nhà ha. Ngày xưa thì những cái dòng rẻ tiền mình hay thấy là xài bằng pin, nhưng mà pin là chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Tại vì chúng ta thấy là khi mà nó dùng cái lực nó co bóp như thế này thì cái pin nó sẽ không có chịu nổi, nên là bắt buộc phải sử dụng điện. Và cái dòng này thì nó tích hợp là có pin sạc trên đây. Ví dụ ở nhà chúng ta cắm vào điện xài, và nhiều khi chúng ta cần ra ngoài để chúng ta đi trong vòng một buổi thì mình có thể xài pin. Thì nó sẽ có thêm cái chức năng là pin, nhưng mà thường sẽ xài bằng điện nha. Thì cái máy một bình này thì sau này á, mình sẽ có từng cái video hướng dẫn cụ thể là bên trong những phụ kiện như thế nào để chúng ta dễ hình dung. Thì cái máy này giá bao nhiêu? Mình coi giá của hãng nha. Giá 990 ngàn. Cái này tất cả đều bảo hành 1 năm cả nhà ha. 990 ngàn của cái máy hút sữa một bình. Nó có một nút cuộn và nút chức năng và nút tăng giảm độ co bóp. Rồi, cái dòng này là dùng một bình thì nó nhiều người xài nhất nè. Nó tại vì giá thành nó rẻ, nó tầm dưới 1 triệu đó, thì nó dễ thao tác và gọn sắp theo. Nhưng mà nếu mà như chị em mình làm ở công ty xí nghiệp hoặc là làm văn phòng mà mình ngồi, thay vì mình bơm một cái bình sữa như vậy khoảng mất khoảng 20 phút đến 30 phút thì mình lại thêm một cái bên kia cái nữa, nó mất thời gian gấp đôi. Thì mình có hai bình này thì sau này mình có thể mua thêm cái áo đó, áo để mình giữ hai bình, chứ mà mình cầm hai cái như thế này cũng hơi mỏi tay chút ha. Còn cái sau khi mình hút sữa xong á thì mình sẽ cho vào một cái túi trữ sữa, thì một cái hộp như vậy nó khoảng 30 túi, mà mỗi túi nó khoảng 3 ngàn đó, 3 đến 5 ngàn, 6 ngàn gì đó, thì nó khoảng 150 ngàn một cái túi khoảng 30 bình, 30 cái túi để trữ sữa nha. Rồi mình nói về cái dòng thứ hai, đó là hai bình ha. Cái model này thì nó là 1 triệu, đây 1.600.000 cả nhà ha. Hàng có hãng là 1.600.000 đó. Thì nó có nút là chuẩn bị kích thích để ra sữa, rồi nút chọn chức năng là mình kích thích kiểu như thế nào theo nhịp tim, và có chức năng cộng trừ đó. Cả nhà thấy trên cái hình này nó có hai cái bình. Rồi
Thì cái này là cái model cũ ha, model cũ và hiện giờ vẫn có bán trên thị trường. Còn cái model mới là sao? Model mới thì nó thiết kế hiện đại hơn, đẹp hơn và nó sẽ ít phụ kiện để cho mình khi rửa nó sẽ dễ dàng hơn và mình có thể thay được cả những cái quặng lớn. Rồi còn cái dòng này thì giá thành nó cao hơn ha, nó là 1.850.000. Về chức năng cơ bản thì nó giống như cái dòng đời cũ, nhưng mà cái cách thiết kế của nó rất là hay đó. Mình có thể tăng giảm bằng cái nút volume nó chỉnh ở trên cái máy như thế này nè. Để Hoàng Sơn lấy ra cho cả nhà mình xem. Dòng máy điện tử đều có cục sạc nè và dây cáp sạc nè ha, và mấy cái đế để bình sữa, và đây là những cái bình sữa, những cái quặng. Còn đây là cái máy nè, cái máy này là 1.850.000. Thì nếu mà như bà con mình quan tâm á, có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn nha. Tất cả đều bảo hành chính hãng 1 năm. Nè bây giờ nó có một cái nút nguồn như thế này nè, mình đè vô nó cảm ứng ha, nó sẽ mở máy lên, cả nhà thấy không? Đây đó, nó là đầu tiên là chức năng kích thích sữa. Mình phải gắn cái con dây vô nha, rồi gắn vào cái này. Thì Hoàng Sơn có video hướng dẫn xài từng model đó, để cho cả nhà mình có thể dễ theo dõi. Rồi sau đó mình sẽ bấm cái là nó chuyển qua chế độ hút sữa nè, rồi bấm sang chế độ hút sữa theo nhịp tim, và bấm một cái kiểu là kích thích. Còn cái này mình chỉnh volume nè đó, chỉnh tăng giảm đó. Cái này nó rất là dễ xài và nó rất là dễ chịu cho bà mẹ ha. Còn cái dòng kia thì mình phải có chức năng bấm cộng trừ bên đây. Rồi mình muốn tắt thì mình đè vô tắt đây. Hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cho cả nhà mình các cái loại máy hút sữa trên thị trường đó. Nếu mà đầu tiên mình muốn so sánh là mình phải chọn một cái hãng trước, rồi sau đó mình sẽ chọn những cái dòng nào, ví dụ dòng hút sữa bằng tay, hay là dòng hút sữa bằng một bình, dòng hút sữa hai bình, và model đời cũ, model đời mới. Thì mặc dù model đời cũ là mình vẫn có bán trên thị trường, tại vì cái giá của nó rẻ hơn ha. Còn cái kiểu mà model thiết kế mới á, thì nó mắc tiền hơn một chút, nhưng mà về cái chức năng thì Hoàng Sơn cũng thấy tương đương đó. Nhưng mà cái model mới thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy nó dễ xài hơn, và như mấy cái bình nó cũng thiết kế hiện đại hơn, mình đỡ phải vệ sinh nữa. Rồi hôm nay chia sẻ cả nhà mình vài thông tin về mẹ và bé ha. Còn có những video về nhiệt kế, đo cho em bé, về đo sốt và những cái thiết bị y tế cho người lớn tuổi trong gia đình, máy đo huyết áp nè, máy tiểu đường, máy trợ thính, máy massage, máy kích thích xung điện đó, rất là nhiều. Cả nhà có thể xem những video tiếp theo nha. Rồi chào tạm biệt cô chú, hẹn gặp lại.